tưởng bậy bạ của con về Phật. Con thực sự rất cung kính Phật và con rất sợ tội mà vọng tưởng nó cứ khởi lên hoài. Con rất phiền não và rất sợ. Rồi con xin sự hướng dẫn. Câu hỏi này hai vị có trả lời trước không? Chơi Mà sư tại tường đi. xin chào vị đức, xin chào quý vị. Thì xin nhân đọc câu hỏi để sư dẫn lại một lần nữa cho quý vị, rồi sư sẽ dẫn chứng để cho đi vào cuộc trọng tâm câu hỏi cho quý vị dễ hiểu ha. Đây quý vị hỏi là xin sư chỉ một pháp nào đó để diệt được sự vọng tưởng bậy bạ của con người Phật. Đó đó là cái ý chính đó, nghĩa làm sao để diệt được những vọng tưởng bậy bạ. Quý vị, nếu mà nói chữ mà gọi là chữ diệt á, ở đây là khi mà chữ diệt mà quý vị dùng ở đây á, thì riêng bản thân sư không phải ông sư nha, sư sẽ trình bày chữ diệt này cho quý vị rõ hơn nha. Để đôi khi mà chữ diệt á, nếu mà không có giải rõ nó cũng đâm dễ hiểu lầm lắm. Tại vì nhiều khi nói diệt xong là diệt tận gốc luôn, tận gốc rễ luôn, đúng không? Tận gốc rễ thì quý vị biết rồi đó, tận gốc rễ thì nó cũng phải tuần tự thôi, nghĩa là từng tự các tầng thánh thôi. À, quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên giờ thì nói về các tầng thánh thì thôi mình bỏ qua đi ha. Thì nó bây giờ là chưa đang nói chữ diệt này theo cái ý nghĩa là gọi là cho nó tạm lắng đi ha, cho nó tạm lắng đi, có nghĩa là mình hiểu được phần nào về nó đi, đúng không? Vậy thì á, những cái vọng tưởng thuộc về gì? Những cái vọng tưởng này á, mình tạm gọi là nó thuộc về những cái phiền não, thuộc về ý. À dạ, nó về ý. Thì cái lộ trình tu tập á, mà để chúng ta có đủ khả năng mà gọi là hiểu về những cái phiền não thuộc về ý. Ở đây, khi mà chúng ta hiểu á, sử dụng cái từ gọi là hiểu, tại sao chúng sử dụng từ hiểu, tại vì khi mà mình hiểu được á, mình hiểu được đó, thì đồng nghĩa thì nó sẽ tạm thời lắng xuống. Quý vị nghe rõ nha, tạm thời lắng xuống nha, tạm thời lắng xuống nha. Còn cái trình độ mà lắng nhiều hay lắng ít á là tùy theo cái năng lực tu tập của quý vị. Còn ở đây á, là cái việc này này ở quý vị chưa muốn nhắc lại lần nữa là chỉ là tạm thời lắng thôi, chứ không thể nào mà nói là việc hết đâu. Đó, xuống nhắc lại lần kỹ lần nữa để cho tránh cái hiểu lầm. Vậy thì cái lộ trình tu tập như thế nào? Tập là đó là chính là giới định tuệ, thưa quý vị. Thì giới đại diện cho gì? Giới cho đại diện là trấn áp những cái phiền não thuộc về thân và thuộc về khẩu. Thì khi quý vị tu tập mà giới một cách mà thuần thục rồi đó, thì làm nền tảng để phát triển định. Thì định, chức năng của định là gì? Định là chức năng của định thì ở đây samadhi thì có hai vấn đề có thể quý vị có thể tu tập thiền samatha, có nghĩa là thiền chỉ, và quý vị có thể tu tập thiền vipassana loại đó. Thì chức năng của định là trấn áp những phiền não về ý. Thì ở đây sẽ có một cái mẹo này thêm cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn. Ví dụ bây giờ quý vị có những cái vọng tưởng này nó mạnh quá đi, đúng không? Bởi quý vị giống như trong trường hợp này quý vị nói là con rất là sợ, Không thì giống như là tạm thời, giống như là làm sao mà để giải quyết nó liền đó, rồi giống như là mình gọi là kiểu mẹ ăn liền đó, làm sao mà liền đó. Thì quý vị phải dùng cái gọi là cái chánh tư duy. Tư duy sao? Tư duy chân chánh nghĩa là khi mà lỡ có cái vọng tưởng này lên nè, mình phải khéo léo mình hướng về tư duy. Ví dụ khi mình nó những cái điều bất thiện lên nè, thì mình phải cố gắng mình hướng tâm mình đến những cái điều thiện lành, đúng không? Những cái gọi là những cái điều mà nó khổ thẹn, nó gây sợ tội lỗi, đúng không? Để ngay thời điểm đó, cái thời điểm đó, cái vọng tưởng này nó tạm thời, không phải tạm thời đi nha, tạm thời để nó tạm thời lắng đi. Còn để mà để cái tình trạng này là nó giảm đi, quý vị phải hành giới định giới và định và tuệ như sư vừa trình bày đó, nghĩa là giới trấn áp những cái phiền não về thân về khẩu, định thì trấn áp những cái phiền não về ý nghĩ.
nghĩ đó đó, thì quý vị tu tập định một cách thuần thục á, thì quý vị sẽ hiểu được, sẽ hiểu được đó, sẽ hiểu được là các phiền não này sinh khởi thế nào, và nó sẽ diệt như thế nào đó. Còn nếu quý vị tu tập một trình độ cao hơn á, đó, đặc biệt ở đây xin nhấn mạnh là thiền Vipassana, cách thuần thục, quý vị đạt được những cái tầng tuệ, tầng tuệ giống như trong cái giải mô tả phần sáu và sát tuần tự gì đó, tuần tự ví dụ quý vị đạt hiện tại nào thì quý vị sẽ càng hiểu phiền não thế nào. Và trước khi kết thúc câu trả lời này thì xin mong là quý vị hiểu được cái sự trình bày của sư, và mong rằng quý vị sẽ hướng theo sự tu tập đó, và từ tuần tự, từ cái tư duy chân chánh, tư duy chân chánh là hướng để tạm thời não và tu tập, phải tu tập tuần tự nghe vị, phải giới, thì giới là mình đã định, đúng không? Định là cái tuệ, khi mà vị có tuệ á, tuệ nghĩa quý vị sẽ sáng tỏ cái não, và đặc biệt là đạt những cái tuệ minh sát cao. Còn về lĩnh vực mà ở đây thánh thì nó nghĩa là nó có vẻ, nếu mà nói nó xa xôi hay này nọ thì cũng, nhưng mà khi mà nó nhắc thánh thì tôi cũng ngại đó. Thì thay vì những gì có cách tập đi ha, hãy theo tình tận gia đình vậy, rồi quý vị sẽ giúp quý vị sẽ hiểu rõ những cái não này, quý vị sẽ không có bị những vọng tưởng bậy bạ gì. Đấy, mời sư Chánh Tâm. Ở đây mình tôi thấy mình cần phải hiểu rõ cái vấn đề là mình không hiểu cái sự hoạt động của vọng tưởng. Vọng tưởng là mình nói, mình nghĩ vậy, nên đó là nó là ý thức bắt cảnh pháp, đủ duyên thì sanh mà không đủ duyên thì diệt, chứ không phải là mình diệt nó, không phải là mình diệt nó. Cho nên khi mà đọc câu hỏi này sư hiểu là ý mình muốn là cho mình làm sao cho cái mấy cái này nó không có lở lên nữa, thì xin thưa không được, không được. Ý tôi hiểu, sư hiểu cái cầm cái câu ý này là nó như vậy. Cho nên mình thật chất á, mình không học quy pháp cho nên mình không có hiểu được cái ý thức nó hoạt động như thế nào, nên rất là khó để mình tu tập. Còn cái chuyện mà xin thưa sư chỉ con phương pháp gì đó, thì ở đây là tôi có một cái cách, nhưng mà đây nói trước đây là cái cách cá nhân, đây là cái phương pháp cá nhân nha, nó cũng chả dựa trên kinh Phật gì cả, mà nó cũng phải là ấy, nhưng mà mình thấy mình làm hợp lý thì mình làm thôi, không hợp lý thì thôi, quý vị cũng có thể cho nó là sai. Thì đơn giản là cái gì như vậy nó thuộc về cái sự tập luyện, giống như mình để cái tâm ở không thì nó nghĩ lung lung thôi, giống như chúng tôi khi mà bình thường cái nó nghĩ là khởi lên, bây giờ mình có tiền mình xây cốc rồi, mình cất cái cốc cho ngon, mình ở này nọ đầu nó sanh khởi, mình mua cái máy tính cho đẹp cho ngon để mình lên mình làm video rồi ta, bắt nó sân cỡ thấy ông cái ông này đi ngang cái mặt khó ưa quá, ông lẽ mình giọng không nghĩ vậy thôi. Tại sao? Tại hàng ngày mình không có lấy cái sự suy nghĩ đó qua cái chuyện khác, cái chuyện có lợi hơn. Mà chuyện có lợi hơn là gì? Là hàng ngày mình suy tư về Phật pháp, nghĩa là ngày mình suy tư về Phật pháp, mình ngồi mình suy tư ví dụ như là vô thường rồi này nọ, thì mình làm hoài thì mới mốt cái ý thức nó khởi lên, khởi vô cái vô thường, nó khởi lên những cái gì mình nghĩ nó tốt đẹp, thay vì mình nghĩ chuyện ác về người ta, thì ít ra đó mình cũng ngồi mình nghĩ hôm ngày mai tôi đi vô chùa tôi làm phước tài tăng thì nó có tiền túi còn nhiêu nên để dành được nhiêu nè, mình nghĩ vậy nó cũng được. Dù sao nó cũng là vọng tưởng, nó cũng là ý thức sân khởi, nhưng mà nó không có ác bậy, nó không ác bậy. Tự nhiên ông nội nó đi ngang kệ ông đi, giọng trong cái tự nhiên nó sanh khởi như vậy, là tại vì bình thường mình không có tập, và cái gì nó cũng phải có gọi là cái bằng nói theo sư, cái này nói theo tôi nha, chứ không phải tôi không có dựa vào Phật pháp, cái đơn có bị được có nói tôi nói sai pháp là gì, giống như cái bản năng thứ nhất vậy, bản năng mình mà đó giờ cái mình tập cho nó thành cái thứ hai, bản năng thứ hai tự nhiên cái thói quen nó qua thứ hai. Ví dụ mình có đứa con nó lười quá, mình tập cho nó đi thể dục rồi mình tập biết một môn nó quen, cái sáng dậy nó không thể dục nó buồn á, nó khóc luôn á, thì cũng vậy với cái kinh nghiệm sư
bà sư cũng có xài có làm và cũng thấy có chút cái sự đạt được trong đó là nó bớt những cái thói quen suy nghĩ tào lao đi, và cái nó lùa cái suy nghĩ đó qua những cái suy nghĩ nó chánh pháp hơn. Mà không được chánh pháp thì nó cũng không nghĩ tầm bậy, không nghĩ ác là ác ý. Tại sao mà ông sư không đi ngang, mình không có ý nghĩ là từ gặp ông sư đi ngang mình cũng dường ông đi lãnh lễ ông đi, mà mình lại suy nghĩ là cái mặt thấy ghét quá đập cho cái, thì chẳng qua là do mình tập luyện để mà khi mà suy nghĩ nó sanh khởi đó, là mình cái suy nghĩ tự mình nó hướng qua cái điều thiện hơn. Còn còn mình cứ buông xuôi hoài, mình cứ rồi thứ hai nữa, ở đây có một cái trường hợp tôi phát hiện trong câu trả hỏi này là khi như vậy con rất là sợ phiền não, rất là sợ thì á thưa cái bài kinh mũi tên Đức Phật là dạy cái buổi khi mà bị bắn mũi tên nó không có rút mũi tên ra cầm máu mà đi lo coi cái người này ở đâu làm gì ham anh thử luôn lên, thì cũng vậy thôi. Lúc này mình lo cái tâm sợ cái tâm phiền não của mình đó, chứ không phải mình lo tới cái chuyện mà cái vọng tưởng đó nữa, thì nó sanh khởi xong rồi nó mất tiêu rồi, vì sanh lên rồi nó diệt. Nhưng mà ở đây á, cái sự phiền não của mình giống như bây giờ từng trường hợp mà mình sân lên á, sân lên xong mình lại hối hận trạo cử, thì lúc này mình lo cái trạo cử phải, mình lo đi lo cái chuyện mình sân cũng đã nữa qua rồi, mình phải bắt đúng mạch để mình trị bệnh. Khi mà mình sợ hãi mình nghĩ xong cái ý tưởng tầm bậy, lúc đó mình sợ không biết có tội hay không, mình phải giải quyết cái trường hợp cái tâm mình nó sợ lên, mình quán cái sợ, mình vipassana lên, chứ không phải là lúc này lo tới cái chuyện cái tưởng đó nữa, bởi vì nó đã qua rồi. Xin mời sư anh Tể hết ý rồi. Thưa với quý vị, đầu tiên á, như sư Tuệ từng nói là quý vị phải giữ giới trước, giới mình trong sạch rồi mình muốn làm cái gì. Tại khi mà giới mình không trong sạch á, mình sẽ có trạo hối, sẽ có trạo cử nha. Thành ra việc đầu tiên á, là phải giữ giới trong sạch. Sư chỉ lo là quý vị á, có bệnh mà quý vị không muốn chữa, tức là có bệnh đúng, than đau than khổ đúng, nhưng mà kêu đi khám thì cũng có đi, nhưng bác sĩ cho thuốc không chịu uống. Cái vấn đề là như vậy. Bây giờ quý vị xin sư một cái phương pháp, rồi sư đưa quý vị phương pháp, quý vị có chịu xài hay không, hay là quý vị thấy cái phương pháp này tôi xài không được thì thôi dẹp qua một bên. Cái xài không được á, nó không phải là do sư đưa ra một cái phương pháp vô kế khả thi, mà do quý vị không chịu thực hành. Xin lấy ví dụ như sư Tệ Tường nói, bây giờ quý vị giữ giới, có chịu giữ giới hay là không, hay là biện minh, thì là tại bởi cái chuyện đầu tiên giữ giới giùm, chưa giữ giới được thì đừng có nói cái gì nữa hết đó. Cái chuyện thứ hai, sau khi giữ giới xong rồi nha, giữ được 1 tuần, nửa tháng, 1 tháng được rồi đó, tính tiếp cái chuyện này. Đó là cái tâm của mình nó giống như con vượn vậy, nó buông cái này là nó phải bắt cái kia. Để ý coi, lúc mình coi phim Hàn, phim chưởng á, có suy nghĩ gì về Đức Phật không? Lúc mình ăn cơm ngon, hay là lúc mà mình đang chơi với bạn bè, mình đang tán dóc á, mình có nghĩ gì về Đức Phật không? Đấy, thì những cái như vậy đó, khi mà cái tâm mình nó buông cái này nó bắt cái kia thì cái cảnh cũ nó biến mất. Nhưng điều quan trọng là mình phải bắt những cảnh thiện, chứ không phải mình bắt những cảnh bất thiện. Muốn bắt những cảnh thiện đúng không? Đơn giản lắm. Bố thí nè, giữ giới nè, hành thiền, cung kính nè, phục vụ nè, nghe pháp nè, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang, chuyên kiến cho đúng. Cái gì cũng được. Thí dụ như đến chùa quét sân thì cứ tập trung quét sân, tập trung vào cái chuyện quét sân. Cái suy nghĩ gì ngoài ra cái chuyện quét sân thì cứ kệ nó qua một bên. Nó giống như cái đứa con nít nó lải nhải kế bên tai thì cứ thay kệ nó nói cái gì nó nói, mình lo mình quét sân. Hoặc nghe pháp, tập trung nghe pháp, ai có cái nói gì bên tai hoặc là trong đầu mình có suy nghĩ cái gì, hình ảnh cái gì thì cũng thay kệ nó, lo tập trung cái việc của mình thôi.
Và cái thứ ba, quý vị có thể thử đó là chép kinh. Chép kinh. Một số cái quyển kinh, ví dụ như kinh Pháp Cú, à, chép đi. Đó. À, cứ chép hết cái bộ kinh đó, nhớ tập trung vào chuyện chép, rồi sau đó đó quay lại hỏi sư coi, quay lại coi coi là mình có còn cái chuyện đó hay không. Ở đây không phải là sư cho quý vị là con chuột bạch để thí nghiệm nha, mà đây là cái kinh nghiệm sư đã trải qua. Sư đã cũng có cái thời gian trải nghiệm cái chuyện là mình có suy nghĩ không đúng đắn về Đức Phật, thì khi đó đó sư cũng nghĩ biết là cái này không có đúng, rồi sau nữa không có nghĩ tới nó nữa. Nó hiện ra trong đầu thì khi nó hiện ra trong đầu mình chỉ luôn luôn ý thức được đây là suy nghĩ không đúng, rồi sau đó sư hành thiền, rồi sau đó, đó sư chép kinh, rồi từ từ á nó qua hồi nào không hay. Và điều quan trọng là gì, khi mà cái tâm của mình nó mạnh á thì mình có thể tự chủ được, còn khi tâm mình nó yếu quá, tức là tâm mình nó đầy rẫy tham dục, mình làm không được đâu. Cho nên á là cũng phải ly dục. Cái thời điểm đó, đó phải nói là sư ly dục, sư ly dục thu thúc các căn, cũng như là ngay cả cái chuyện ăn uống á, là ăn chỉ để no chứ không phải ăn để ngon. Giống như là mua một cái nải chuối đó rồi với nước mắm cứ dèm ăn cơm đó. Cho nên là mình phải tập, không tập thì không được ha.